Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Support Hùng đây. Chào mừng mọi người đến với trận bán kết nội dung đôi nam giải cầu lông Cúp Truyền hình Thái Bình năm 2019. Trận đấu giữa cặp đôi số 1 Việt Nam, cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam và đôi bên phía trái màn hình của chúng ta, và cặp đôi trẻ cũng của Sipucha Hà Nội, cặp đôi Tú Huy. Ok, trận đấu bán kết 1 bắt đầu. Hồng Nam giao cầu. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam hiện đang xếp số 1 của Việt Nam, và cũng trong top Việt Nam, đôi trẻ của Sipucha Hà Nội, cặp đôi Tú Huy. Điểm số 1-0. Hùng sẽ live stream trận của anh Cúc Việt và anh Hà. Trận này sẽ quay lại. Hà Việt, cô bạn nữ Tú Triệu.
Alo. Và một chút xin nhắc ở dưới sân chỉ có trọng tài và các vận động viên đang thi đấu. Nhưng quý vị khán giả không có nhiều vụ vui lòng di chuyển lên trên khán đài. Xin nhắc ở sân số 3, hai vị khán giả đang ở sân số 3 cạnh của huấn luyện viên trưởng. Trận bắn thứ 2, 5 trên 41 là chúng ta chuẩn bị. Kìa.